Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhận Honda Đức nha. Thì hiện tại Nhận đang có mặt ở Head Honda Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay, Nhận sẽ review cho các bạn một dòng độ màu của phiên bản V3 nữa. Thì ở hai clip đầu là Nhận cũng có hứa với các bạn là quay đủ cận cảnh cho các bạn về tất cả các phiên bản màu độ mới nhất tại cửa hàng bên mình. Thì như các bạn đã biết á, là khi dòng Vinis V3 ra thì cái độ hot của nó rất lớn các bạn. Cụ thể hơn á, là Nhận nhận rất là nhiều cuộc gọi là hỏi về Vinis V3 là tại cửa hàng bên Nhận á, là có đầy đủ màu hay chưa, đã full màu hay chưa, và giá cả như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn rất là quan tâm về cái phiên bản màu độ mới nhất của phiên bản V3. Lý do là bên mình ra màu độ sớm hơn những cửa hàng khác là lý do tại sao các bạn, là do bên mình có cái kho độ riêng, có nghĩa là bên mình có một cái hệ thống độ riêng bên cửa hàng bên mình đó, cho nên là bên mình dù ít dù nhiều cũng phải là nhín ra một vài dòng xe để độ theo nhu cầu của mình, theo thỏa chí đam mê của mình đó các bạn. Rồi, trên màn hình các bạn đang xem là một phiên bản màu độ màu trắng đen nha các bạn, trắng xanh đen nó mới đúng nha các bạn đó. Thì các bạn thấy phiên bản này thì theo cá nhân nhận thấy á, là nó rất là đẹp luôn các bạn đó. Nó sẽ pha màu, nói chung á, là ở phiên bản này nó sẽ ba màu các bạn, từ phiên bản màu trắng ha, tổng thể màu trắng nó thì nó sẽ kết hợp với những chi tiết, ví dụ như là phần phía đầu màu xanh và phần dè màu xanh ha đó, và ở những chi tiết khác ví dụ như là yên xe nè, rồi yếm xe ha, đó, những chi tiết khác đều là màu đen hết, nó dạng như là phối màu dạng trắng đen ha. Thì phiên bản này thì các bạn thấy nó, mình sẽ đi review cho cơ bản cho các bạn xem ha. Rồi, phần đầu xe thì các bạn thấy nè, thì đây là cái phần các bạn thích nhất là từ khi phiên bản V3 nó thay đổi đó các bạn. Nó đã thay đổi phần đầu rất là nhiều. Thì ở những cái clip trước á, là nếu mà các bạn đã xem clip của Nhận rất là nhiều thì Nhận đã review cái sự thay đổi của V2 đến V3 rồi. Trong clip ngày hôm nay thì Nhận không có nói về sự thay đổi nữa. Thì chỉ tóm gọn cho các bạn thôi ha. Nếu chỉ thay đổi phần đầu xe nè, phần mặt nạ phía trước thiết kế dạng khí đồng học hơn, rồi kế tiếp là phần xi nhan nó thiết kế dạng tích gọn vô hai bên đó các bạn đó. Rồi thêm cái nữa thay đổi là các bạn có khóa thử sử dụng khóa thông minh Smart Key, bao gồm những tính năng ví dụ như là chống trộm, mở xe, tắt xe, tìm xe, rồi cổng sạc, rồi cái thêm cái thay đổi nữa là cái bô xe đó các bạn. Cái bô xe nó sẽ thiết kế dạng đi xuống 20 độ thì cái này sẽ nó không bị phà vào mặt ở người sau đó. Đó là những cái thay đổi cho mình ha. Rồi, thì đi vào chi tiết ngày hôm nay á, là cái trước mặt các bạn đang xem là phiên bản màu độ mới nhất bên cửa hàng bên Hồng Đức 10 bên mình. Thì ưu điểm của những dòng độ này nó sẽ không bị trùng màu với bên ngoài, lý do là bên mình có cái hệ thống độ riêng. Và song song bên đó thì khi các bạn có sở hữu được những cái màu sơn độ tuyệt đẹp này thì mình sẽ được chế độ hưởng chế độ bảo hành luôn cả màu sơn lên đến 3 năm đó các bạn. Ví dụ như các bạn sử dụng 3 năm mà màu sơn lỡ như bị giống như là mình bị tuột màu tí xíu gì đó thì mình cứ việc đem ra cửa hàng bên mình để được bảo hành hoàn toàn miễn phí, không tốn phí nha các bạn. Rồi, về cái máy và cái khung á, thì bên mình vẫn được tặng cho các bạn chế độ bảo hành là 5 năm. Thông thường các bạn mua chỉ có 3 năm bảo hành, mua tại đây tổng cộng được bảo hành là 5 năm ha, là có như là cửa hàng mình tặng thêm đó các bạn. Rồi, các bạn thấy ở đây á, là phần mặt nạ màu trắng kết hợp với những chi tiết màu xanh đen, nó làm cho xe mình nó cực kỳ phiên bản thể thao, nó rất là thể thao luôn ha. Thì ở phiên bản màu trắng này nó sẽ rất phù hợp với các bạn đang là mạnh kim đó các bạn. Ví dụ như mình đang là mạnh kim thì mình đang có dự định mua xe V3 mà mình không biết chọn phiên bản nào thì có thể là chọn phiên bản cực kỳ đẹp bên này và không bị trùng màu nữa ha. Rồi, thì cái này các bạn mình sẽ đi vào chi tiết ha. Thì các bạn thấy ở phần này á, là cái tem Winner chỗ này ha, chữ Winner. Thì ở hai phiên bản trước thì ở phiên bản này cũng gần giống như hai phiên bản trước thôi, nó khác về cái màu sơn thôi ha. Cái phần mặt nạ tem chữ Winner rất là đẹp đây, và cụ thể hơn các bạn thấy số 150 nè các bạn, rất là lớn chỗ này luôn ha. Nó đánh dấu như xe mình như là động cơ 150 và DOHC các bạn, 2 cam, nó chạy nước hậu cực kỳ tốt luôn ha. So với những xe 1 cam thì nói chung là không lại Winner này đâu. Rồi các bạn, mình đi sau cái phần hông tí xíu là các bạn thấy 150 nó sẽ gắn vào này ha, tem màu màu xanh và ở trong là thiết kế màu trắng. Và những chi tiết trong này thì nó giống như là cái hình tia sét nè các bạn. Đây, cong xuống ha, đi lên. Thì cái này nó giống như xe mình đang lướt với tốc độ nhanh đó các bạn ha. Đó, xe mình rất là thể thao. Rồi, mình đi xuống phần yếm này các bạn. Ở phần yếm này á thì các bạn thấy nhìn ở góc này nè các bạn, thì những cái đường nét nó cảm thấy nó liền hơn nè các bạn. Đây nè ha, rất là liền luôn.
các bạn thấy tem chữ Honda nè, rồi những chi tiết ví dụ như là tem nè, cái tem chỗ này đó, nó giống như cái logo của thương hiệu gì đó là mình đã quên rồi các bạn, không nhớ. Nếu mà các bạn thấy giống cái logo này gì, các mình có thể là comment phía, ở phía dưới để các bạn mình cùng biết nha các bạn. Rồi ở này á thì chỗ này có cái logo Honda cánh chim chỗ này các bạn, cực kỳ quen thuộc luôn ha. Rồi mình sẽ đi về cái phần phía sau nè các bạn. Phần phía sau á thì các bạn thấy cái tem 150 chỗ này ha. Ở đây là tem dán hết nha các bạn. Những chi tiết đều là tem dán hết luôn, chứ không phải là tem không phải là tem sơn, tem sơn nha các bạn. Nhận nhầm, tem sơn, tất cả chi tiết đều là tem sơn hết, không phải là tem dán. Ưu điểm của cái tem sơn này á, mình sử dụng nó theo màu sơn luôn á. Lỡ như có là đụng gì nó không bị bong chóc cái tem. Tem này nó sơn sẵn luôn ha. Rồi, thì cái tem này nó dạng như là ở đây nó có phần nào 150 nè, VinX được thiết kế dạng hai phần nè ha. 150 màu đen và ở phía sau á là màu xanh, ở trong là VinX. Rồi ở phần dưới chỗ này á là nó thiết kế giống như là cái mũ bảo hiểm đó các bạn ha. Liên tưởng rất là giống cái mũ bảo hiểm nè các bạn. Đó. Các bạn còn thấy liên tưởng giống cái gì nữa, mình có thể là để comment ở dưới để các bạn cùng biết ha. Rồi, bây giờ Nhận sẽ đi vào chi tiết báo giá nha các bạn. Thì hiện tại bên cửa hàng bên mình đang có chương trình giá cực kỳ tốt cho các bạn luôn. Cụ thể hơn là các bạn sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá xe khi các bạn ra thẳng bên cửa hàng bên mình, có nghĩa là mình sẽ được mặc định trừ thẳng 1 triệu đồng. Cái thứ nhất, cái thứ hai, nếu mình có người thân mua xe tại cửa hàng bên mình đó, thì lúc đó thì chắc chắn là bên cửa hàng bên mình có tặng người thân của bạn một cái phiếu voucher trị giá 1 triệu đồng. Các bạn cứ việc xin cái liên hệ, xin cái voucher đó lại, các bạn sẽ được giảm giá thêm 1 triệu đồng. Rồi, thêm một phần nữa để Nhận chia sẻ thì các bạn đây là cái phần các bạn có thể làm được nè. Có nghĩa là khi các bạn coi kênh của Nhận, các bạn chỉ cần comment lại tên của mình và 4 số cuối của điện thoại của mình. Thì có nghĩa là ví dụ các bạn chỉ cần kênh theo cú pháp, ví dụ như là mình tên Nhận đi, mình sẽ comment là Nhận, 4 số cuối điện thoại là 0964234878. Đó, thì Nhận sẽ comment là Nhận 4878. Thì lúc đó các bạn chỉ cần liên hệ với Nhận thêm một cái nữa để xác nhận lại để giảm cho 500 đó các bạn ha. Thì các bạn thấy là đã chưa cho mình được 2 triệu rưỡi rồi ha, nếu mình các bạn đủ yêu cầu. Rồi, Nhận sẽ chia sẻ thêm một cái chương trình nữa là chương trình thu cũ đổi mới. Ví dụ như các bạn có những dòng xe đời trước mình không sử dụng, VinX V1, V2 chẳng hạn, hay là Future, nói chung là tất cả những dòng chính hãng của Honda hoặc là tất cả hãng khác, yêu cầu chính chủ là bên mình thu được ha. Thì cứ việc đem ra cửa hàng bên mình thì bên mình sẽ thu lại với giá ưu đãi, và các bạn qua mua xe mới luôn, các bạn sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá luôn nha các bạn. Rồi, thì bây giờ Nhận sẽ đi đến cái phần báo giá nè các bạn. Thì hiện tại nó có ở đây là phiên bản này, là phiên bản đặc biệt đó các bạn ha. Bản này bản đặc biệt độ lên nha. Các bạn thấy bản đặc biệt thì nó có phanh ABS nè, rồi cái tem cái phục mà vàng đồng đó, đó là điểm nhấn của dòng phiên bản đặc biệt đó ha. Thì bây giờ Nhận sẽ báo ba phần giá các bạn dễ biết luôn. Đầu tiên á là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn thì giá hiện tại sau trừ khuyến mãi 1 triệu đồng rồi thì còn lại là 45.590.000. Các bạn có voucher trừ 1 triệu. Rồi các bạn comment trên trang của mình trừ 500 nữa thì các bạn còn lại chỉ cần là trừ hết trơn nè các bạn. Còn tầm khoảng có 44.090.000 thôi. Đó là các bạn thỏa mãn đủ các điều kiện thì rất rất là ưu đãi luôn ha. Cái này là chuyện các bạn lấy voucher với lại comment là cực kỳ dễ, không có khó nha các bạn. Rồi cái tiếp á, là phiên bản đặc biệt. Thì bản đặc biệt á, thì giá gốc hiện tại sau trừ khuyến mãi 1 triệu đồng của cửa hàng còn lại là 49.490.000. Còn với lại cái voucher với là 500.000, các bạn nếu thỏa điều kiện các bạn sẽ được giảm giá ha. Rồi phiên bản đặc biệt cuối cùng, phiên bản thể thao đó các bạn, là sau trừ khuyến mãi còn lại là 490.000. Các bạn có voucher hay comment cũng được giảm 500.000 bình thường. Nó còn đâu tầm khoảng cỡ 48 mấy các bạn đó, 48 rưỡi à. Còn phiên bản đặc biệt nãy sau trừ khuyến mãi còn 48 à, rất là rẻ luôn nha các bạn. Rồi bây giờ Nhận có tính một cái phiên bản thử cho các bạn trả góp nè các bạn. Thì giá sau khuyến mãi, Nhận lấy giá sau khuyến mãi nha. Thì sau khuyến mãi còn lại là 44.090.000 nè. Các bạn trả cam 10% là được rồi. Thì tương đương là 4.500.000. 6 tháng là 6.792.000, 9 tháng là 4.592.000, 12 tháng là 3.492.000 đó các bạn. Rồi thì các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng, bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo thun VinX, rồi 2 lít rưỡi xăng,
các bạn sẽ được tham gia vào câu lạc bộ Winner Hồng Đức luôn. Thì tham gia câu lạc bộ thì mình sẽ được tham gia vào những chương trình ví dụ như là đi thiện nguyện nè, có tem của mình đi rất là vui nha các bạn, thiện nguyện hay là những chương trình du lịch rất là nhiều đó. Rồi mình sẽ được quay số trúng thưởng ha. Phần thưởng là Winner, một chiếc Winner X nè, điện thoại nè, iPad Pro nè, hay là những cái thẻ cào đó. Đó là chương trình rất là nhiều cho các bạn luôn. Khi các bạn mua xe thì các bạn gặp Nhuận đi, Nhuận sẽ hướng dẫn chi tiết rõ hơn cho các bạn nha. Rồi thì bên Nhuận vẫn có chương trình lên hồ sơ cho các bạn ở gần xa nha. Rồi các bạn ở ví dụ như là vẫn có chương trình là giao xe cho các bạn ở địa chỉ gần hơn, ví dụ như Nhuận ở Sóc Trăng có thể là giao ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và Bạc Liêu, những ở tỉnh gần, tại vì lý do là bây giờ thời điểm dịch bệnh cho nên là hạn chế đi đường xa đó các bạn. Rồi thì clip của Nhuận đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì các bạn cần comment, có cần review về tất cả những dòng chính hãng của Honda, review về dòng xe nào, báo giá sản phẩm nào hay là màu sơn nào, có thể là comment với phần video thì Nhuận sẽ review theo yêu cầu của bạn nha. Rồi nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và cập nhật giá hay là những màu sơn nhanh nhất, tốt nhất các bạn, thì các bạn có thể là đăng ký một lượt đăng ký. Cái thứ nhất là mình có thể là ấn chuông luôn để mình thấy là những khi mà Nhuận ra những cái video nhanh mới nhất thì các bạn có thể là xem sớm nhất. Để các bạn thấy những cái phiên bản màu đỏ của bạn, hoặc là có thể chia sẻ cho bạn bè mình cùng biết nha các bạn. Rồi những kết thúc clip ở đây nha các bạn. Và Nhuận xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.